À, hôm nay mình sẽ giải thích về cái bức tranh ha. Thường đa phần là một số người xem tranh là người ta có thể là chuyên ngành của người ta khác, ví dụ như kinh tế, khoa học hay gì đó, hoặc là chính trị nữa, thì với lại cái công việc nó khô khan quá, người ta có muốn mua một bức tranh nhưng mà người ta chưa hiểu ý nghĩa của nó. Thì khi chưa hiểu ý nghĩa thì người ta có thể là người ta rất là cảm thấy không có thích thú lắm với ngành mỹ thuật này ha, và họ cũng không cảm thấy là treo bức tranh xong mình thấy nó không có gì vui hay chịu ý lại. Nhưng mà ở đây mình sẽ giải thích về một cái bức tranh cho mấy bạn hiểu, để sau này mấy bạn mà có mua tranh thì mấy bạn cũng biết là nó có một cái ý tưởng của họa sĩ chẳng anh, thì để thể hiện cái gì và mục tiêu của họa sĩ thì vẽ một bức tranh là gì. Còn ở đây mình vẽ là một cái tranh được co ha, co là vẽ dòng tranh mà trang trí ha. Ở đây mình muốn đưa lên là những cái đường nét thôi với màu sắc cho đẹp ha, và cái sự vui vẻ của này. Thì cái anh này ảnh là một, mình cũng muốn kể một cái câu chuyện là để cho người ta về một bức tranh thì kể ra một câu chuyện mà mình cũng hư cấu thôi cho nó vui, nhưng mà mình cũng có một cái ý niệm trong đầu là như vậy. Thì ví dụ như khi mà ai cũng có niềm đam mê đi du lịch đó, và muốn thì tìm hiểu cái văn hóa một cái dân tộc nào đó thì mình phải tới địa điểm đó mình tìm hiểu. Có thể mình tìm hiểu qua mạng nhưng mà nó cũng có giới hạn, cũng như giống như chuyên ngành của bạn thì bạn phải nói cho người ta mới hiểu được. Còn nói chung nhìn chung thì ai cũng chỉ hiểu cái bề ngoài thôi. Thì cái dòng tranh này của mình á, thì mình vẽ là mình muốn nó thể hiện cái gì, thì mình muốn thể hiện cái đường nét và cái sự vui vẻ và cái màu sắc của bức tranh ha. Thì mình muốn kể một cái câu chuyện thì tự mình sáng tác ra để cho bức tranh khi mà bạn treo ở nhà thì bạn cảm thấy thích thú hơn. Thì đó là một cái anh chàng người Việt ha, anh đi du lịch anh qua gặp những người ở, ví dụ như anh gặp một khách du lịch người Ý ha, thì cái xong cái ảnh trong cái nhóm đi du lịch đó thì ảnh gặp rồi, cái xong cái ảnh thể hiện cái đam mê của mình là ảnh vẽ tranh. Ảnh vẽ lúc đầu thì ảnh vẽ những cái mà thấy được ở Ai Cập, thì những cái đường nét của bên Ai Cập ha. Cái sau này ảnh mới biết được, ảnh mới hiểu được thực ra là người ta tới một cái quốc gia nào đó để người ta hiểu về cái nền văn hóa, và hiểu nền văn hóa thì người ta sẽ yêu thích cũng đó. Thì đó là giống như người Việt mình á, thì khi người Việt mình giống như một số họa sĩ á, thì suốt ngày vẽ những cái mà xa vời quá. Nhưng mà thực ra những cái tranh của Việt Nam mình á, nếu mà vẽ về ví dụ như áo dài nè ha, thì vẽ phong cảnh Việt Nam nè, những cái di tích rồi văn hóa rồi lịch sử của Việt Nam thể hiện lên tranh á, thì người nước ngoài qua đây người ta vẫn thích. Nó gần giống như kiểu những món ăn văn hóa của Việt Nam á, tuy có thể là người ta người nước ngoài mà cái khẩu vị mỗi người khác nhau, thì khi người ta ăn á, thì người ta cảm thấy là người ta ăn một cái món mới của một quốc gia thôi, chứ người ta cũng chắc cú là cái ẩm thực thì nó khác nhau rồi, nhưng mà người ta vẫn cái thích thú đó, cái niềm đam mê đó người ta chuyển qua cái vị giác là người ta chấp nhận cái điều đó, và người ta cảm thấy rất là thích thú những món ăn của Việt Nam, chẳng hạn như phở, bánh mì ha. Thì những cái món ăn đường phố và người ta trải nghiệm cái đường phố của Việt Nam thì người ta mới cảm thấy là người ta sẽ hiểu được một phần văn hóa của Việt Nam à, và văn hóa gọi là giống như văn hóa hàng rong hay là văn hóa ẩm thực lề đường á, thì nó rất là hay. Thì giống như cái anh này ảnh đi qua Ai Cập, ảnh đi qua Ai Cập xong cái ảnh vẽ một cái số dạng như cái cách thể hiện. Nhưng mà khi mà một con người ở quốc gia nào người ta có cái nền tảng văn hóa đó rồi, nên khi người ta thể hiện nó cũng không bằng một người ở địa phương người ta thể hiện, người ta nói về cái lịch sử của người ta nữa. Dù anh tìm hiểu thế nào nhưng mà trong máu của mình nó có một cái như vậy. Chẳng hạn như người Việt mình là lành tính đúng không, nhưng mà khi mà gặp chiến tranh đi thì mình cũng phải chiến đấu để bảo vệ đất nước, đó là cái văn hóa của người Việt rồi. Thì ở đây thì mình muốn nói là khi mà vẽ một bức tranh á, thì điều đầu tiên là mình phải vẽ lột tả được cái chất của ở trong tranh ha. Thì cái chất ở trong tranh là sao, thì cái gì mình mà hiểu rõ nhất á, thì mình sẽ thể hiện tốt nhất. Thì cái
chẳng hạn như những cái dòng tranh này mình muốn vẽ để cho mình thể hiện một cái gọi là sáng tạo về một cái câu chuyện của mình thôi. Thì anh này anh đi du lịch Ai Cập xong anh vẽ một thời gian không, tức là nó không có truyền đạt được, cuối cùng anh về Việt Nam anh vẽ những cái bức tranh Việt Nam ấy, thì người ta sẽ mua, người ta mua rất nhiều. Giống như chơi u quan nè, chơi giống như cái tuổi thơ của mình vậy đó. Thì thì nên một số mà người Việt mình á, với lại một số bạn trẻ họa sĩ á, nên vẽ những cái mà mình hiểu rõ như vào những văn hóa của mình thể hiện lên tranh thì sẽ đẹp hơn ha. Rồi sau này mình sẽ kể một cái chuyện cười cho vui nha. Ồ có Mỹ, Nhật và Việt Nam ha. Ồ chế tạo máy gọt thơm ha. Thì cái công nghệ của Mỹ là công nghệ gọi là nhất thế giới ha. Cái xong làm máy gọt thơm ha, rồi một phút á gọt 50 trái. Thế nhưng mà công nghệ của Nhật lại là công nghệ giỏi và thông minh ha. Cái xong cái làm ra 100 trái trong một phút. Cái xong cái bạn giám khảo mới hoài cái chỗ cái máy gọt thơm của Việt Nam ha, bự lắm, thôi bự khổng lồ luôn. Cái xong cái thì ra là Việt Nam mình á nhét người trong gọt cái quăng ra. Cái xong cái nói cái máy gọt thơm của tôi á có thể là gọt giống như anh Nhật vậy, một phút cả 100 trái á, mà nếu mà hết công suất á là nó có thể 200-300 trái một phút. Ồ cái xong cái tự nhiên cái máy nó phát ra tiếng nói mẹ, trong đây người ta gọt chết mẹ luôn, ở ngoài nó nổ đó. Thì cái câu chuyện vui vậy, lâu quá không làm video nên làm cái khởi điểm ha, cho mấy bạn vừa sẽ chết và hiểu tranh ha. Mình có vẽ một số dòng tranh tiếp theo luôn, thì mỗi cái bức tranh mình sẽ thể hiện một cái câu chuyện cho vui, với lại có một cái số cái triết lý về cái tư duy á, ví dụ như tư duy về giống như kiểu hoang mang về mình, thường là dân họa sĩ thì hay nghĩ xa lắm, tức là phải cái gì đó xa xôi thì mình mới bán được tranh. Nhưng mà thực ra nó có một cái gì nè, thì cái kết luận của mình trong cái video này thì nói là mình chỉ cần truyền đạt được cái văn hóa của mình thôi, ví dụ như văn hóa về dân tộc hay quốc gia mình, thì mình cũng có thể thì người nước ngoài qua người ta sẽ thấy thích thú cái mới hơn. Tại vì thật ra bây giờ hiện tại khách phương Tây á hay chạy về phương Đông á, tại vì phương Đông có những cái ẩn tàng mà không ai biết được, nó giống như cái những ví dụ như những người ta đầy đủ rồi, người ta ăn no mặc ấm rồi, ăn no mặc đẹp rồi, còn mình chỉ ăn no mặc ấm thôi. Người ta ăn ngon mặc đẹp rồi nên người ta muốn tìm hiểu nhiều cái văn hóa hơn, còn như mình thì chỉ ăn no mặc ấm thôi nên mình chưa đủ cái điều kiện để mình đi ra nước ngoài ha. Thì mình sẽ thấy những cái gì nó phát triển thì mình rất là đam mê, nhưng mà còn cái của mình á thì mình lại chê trách đi, tại mình nghĩ nó là quá bình thường. Nhưng mà thật ra khi mà bạn vẽ một cái gánh hàng rong thôi thì người nước ngoài vẫn rất là thích, tại vì cái đó là cái riêng cái đặc trưng văn hóa của dân tộc mình ha. Thì ở đây mình muốn nói là hiện tại mình có những cái mà mình truyền đạt tốt nhất á là ca những cái mà trong bản chất con người mình thể hiện ha. Thì cái mình nói mình làm cái video này để cho một số bạn đừng có hoang mang khi mà không biết cái hướng nào đi về cái mảng nghĩa nghệ thuật ha. Thì mình cứ đi những cái thùng tí của mình thôi, mà mình đi phải sâu sắc ha. Tại vì đi sâu sắc á thì mấy bạn mới thấy được cái giá trị của cái một cái tác phẩm mà tâm huyết của mình, nó gọi là một đứa con tâm tinh thần ha. Rồi chào khi mấy bạn cứ theo dõi video ha, rồi mình sẽ vẽ một cái số bức tranh và mình sẽ có nhiều câu chuyện kể cho mình.